Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Esteban, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, hải khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0967829982. Cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay tiếp tục một clip mở bắt của reaction em, reaction của anh em. Tại vì anh em đã gửi rất là nhiều clip cho mình mà mình chưa làm kịp anh em. Hôm nay tiếp tục anh em, tiếp tục. Kể có thời gian rảnh là mình sẽ mở bắt tiếp tục vui vui anh em, giải trí là chính, giải trí là chính. Thì ok anh em, trước khi vô cái clip mở bắt của anh em. Thì bây giờ mình sẽ gọi là add trên cái ad này cho nó vui vui xíu anh em, coi có cái hình hình không mở. Gọi là khởi động anh em, khởi động đi. Đó. Để xem add trên có hình hình không. Đây. Trời ơi nhanh dữ ta. Ok vô bây giờ mình tiếp tục mình add trên cái này để kiếm con uptrend. Kiếm con uptrend. Đây add trên. Mình khởi động trước xem như thế nào. Đấy đường ngậm. Đi vô còn gì ngon đây. Sao có cờ lại vậy ta? CM hả? Trời em tên con đâu câu gì đó đâu câu đúng không? Đúng màu đâu câu đi. Trời ơi. Không được có uptrend nữa. Thì ok, đó là khởi động thôi. Bây giờ mình vô clip chính nè. Vô clip chính là gì? Reaction. Rất là nhiều anh em gửi clip cho mình. Đó, quay clip. Ok, bây giờ mình sẽ vô reaction nha anh em. Clip đầu tiên nha. Đây, vô đây. Đầu tiên vô là mở re lên, mở re lên. Đấy, re coi là coi như nào. Đấy. Đấy, vừa ngậm đừng ngậm. Tại mình nhẹ. Tại mình nhẹ nữa. Trời ơi, tại mình nhẹ có ai ngon đâu. Còn ra đây. Tại mình nhẹ có ai ngon. Đầu tiên sẽ kiện caption nè, sẽ kiện caption nè. Đó. Thì cái clip này thì card này thì dùng 16.000 Epsilon. Đây. Mở cái bắt 500 Epsilon 5 lần. Đấy, mở lần đầu tiên này, xem như nào đi. Đây. Trời ơi, không được gì hết rồi. Rồi con 84 anh em. Nói chung mấy cái clip anh em gửi á, mình chỉ có sơ nhiều lúc không coi luôn nè, để làm clip reaction vui vui anh em, cho nó vui vui. Cho nó cảm xúc anh em, nó cảm xúc anh em, chứ mình coi rồi thì nó hơi chán. Đó, không coi luôn, nhiều lúc không coi luôn. Đây, bạn này đang gọi là tìm kiếm cái bug nào đây? Đây bug này đây. Bug caption bay bug đây. Không luôn. Đang tìm kiếm cái cơ hội gì đây, gì đấy. Mình đang tìm kiếm, đang tìm kiếm nè. Cuối cùng quay lại cái bắt 500. Mở 4 lần. Vô 4 lần kiếm con roi. Đấy, con roi biết ngay con roi mà. Vô. Đường hầm đi cho nó đẹp thôi, đường hầm đi. Đấy, đường hầm anh em, đường hầm. Trời, folder. Rồi người Pháp. GK. Rồi con gì rồi này, con 88 hay con gì đó. 85 chứ trời. 85 mới đâu. Trời đen thật chứ, bộ 4 lần rồi đen thật chứ. Mà này hơi đen rồi. Tiếp tục. Hết 3.000 FC bond rồi, bây giờ tiếp tục. Đây, bắt 2.000. Đấy, một phát. Vô, 2.000 này, bạn có đường hầm rồi, Đấy, đường hầm. Đấy, powder nữa. CB, rồi Rabiot rồi. Đúng rồi, Rabiot. Rabiot của Manchester City rồi, 87 nữa không đâu chứ. Trời ơi, được một em 3. Thêm được 2 em nữa kìa. Trời ơi. Tiếp tục. Có cái rui nữa kìa em, có cái rui nữa kìa. Sau khi mở ra có rui 8895. Đấy, 8895 caption anh em, thì cái caption nha. Đây. Mở đi. Đường hầm rồi. Đấy, đường hầm. Trời folder nữa, sao bạn này xui thật chứ, folder hoài. Tại Tây Ban Nha nữa, trời ơi. Con Savila rồi, con xác vô Ramos. Đúng luôn, xác vô Ramos. Trời ơi, con này nó ám anh em, ám ngoài luôn anh em ơi. Đổi sang Rival. Rồi. Đổi phần Chambat này ngon nè. Chambat của con Rival này ngon nè. Đấy trời ơi, 500 thấy chưa ngon. Trời ơi. Tiếp tục sang cái bắt 2. Bắt thứ 2. Đây, Chambat 2. Đó. Ok, vô Chambat 2 thôi. Đang suy nghĩ. Vô đi. Đấy, vô. Này vô đâu mà, hàng 2.000 mà. Này bắt 3 luôn. Bắt 2 trước. Đấy, bắt 2. Đúng rồi. Vô. Mở thôi, đường hầm đi. Đấy, đường hầm. Rival. Nãy giờ được cái Rival nè. ST hả? Hà Lan hả? Mê Lan rồi. Trời. Đen rồi, thật sự đen rồi. Ý, được 15 em. Bạn này sao nhanh như vậy?
Từ từ, từ mình tụ lại xíu này, tụ lại. Đây đây. Anh em. Được 15 em, mình hãy tụ lại. Cái này reaction rồi anh em, mày coi lại. Đây. 15 em kìa chưa? Mà này nhanh quá, nhanh quá. Vẫn là may mắn, vẫn là may mắn. À, cho anh em xem lại thôi. Đấy, tiếp tục, tiếp tục. Đây, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Đó, được 15 em mà sao quá nhanh vậy? Cái từ bình tĩnh, bình tĩnh. Có ngon, bình tĩnh, bình tĩnh. Đó. Đây. Tiếp tục chị em bắt ba. Đấy đấy, đừng ngậm, đừng ngậm. Revo tiếp đi, vô tiếp đi, vô không biết là ngon cho rồi con này nữa rồi. CDM thôi, có tên hai mà còn gì ta, còn Shizuko không phải Bitsuma, Bitsuma. Trời ơi, hai em mốt được hai ba em mấy đấy kìa, bạn này nhanh quá. Từ thôi, để coi mình có cái gì không là lạ không đã. Tiếp tục chị em bắt bốn. 4.000 FC bon vô 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 đấy. Ai cần, ai cần bộ đồ nhé em, bộ đồ nhé, ai cần bộ đồ nhé, kem hả, hero hả, cho hero nữa, trời ơi đi cút style tam được thêm 5 em nữa kìa, quá trời cầu thủ luôn, trời ơi đây, à, năm này là đã, à, lúc này 5.000 chơi bốn, 5.000 SC bon đây, rồi 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 90 95 mới ngon, là 90 95 nè, bạn này hơi nhanh, hơi nhanh. Tiếp 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 đấy, mà đấy 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 đấy, đừng là 90 nha, 90 là đen lắm luôn đó. Rồi rồi rồi, rồi William rồi. Đen rồi, đen rồi. William rồi, con này nó ám mình nhiều lắm luôn nè. Bạn này xui rồi. Mình mở mấy lần luôn biết rồi, biết mà biết màu luôn rồi. Còn 3.000 SC bon. Oh man, chơi cái này 10 lần luôn. 10 lần luôn, 10 lần luôn. À, 10 lần luôn. Ok, 10 lần. Vô. Đấy. Trời ơi. Ôi, bạn này đen rồi, này đen rồi, thật sự này đen rồi. Cái của bạn này hơi đen rồi, nãy giờ không được con nào ngon đó. Xui 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 rồi, xui rồi. 85 95 nè, gỡ gạt lại coi, gỡ gạt lại coi, gỡ gạt lại coi, gỡ gạt lại coi. Đấy đấy, đừng ngâm, đừng ngâm, đừng ngâm. Đi vô nữa, đi vô, nãy giờ không có nào ngon. Argentina nữa rồi, rồi Romero, đúng rồi Romero 88 mà con này Rui mà, trời ơi, bạn này đúng là đen thật, đúng là đen thật, đúng đen luôn rồi, bạn này đúng đen luôn. Ok anh em, bạn này hết 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 rồi. Bây giờ mình sang clip thứ hai nha, sang clip thứ hai, gạt lại đen rồi. Đây một cái bạn khác đi, để xem như là có hên không. Đây tiếp tục sự kiện rival. À, thì nói chung mà bắt á, là cái những cái clip mà anh em gửi cho mình đó, có thể là những cái clip mà đã quay cũ rồi, cái sự kiện cũ á đó. Đó đây caption đây, nhưng mà không sao anh em, mình giải trí là chính em, bảo vui vui là chính đó, tùy clip cũ nhưng mà vẫn còn hấp dẫn luôn em, hấp dẫn đây caption em. Đây. Bạn này đang suy nghĩ coi muốn mở cái gì. Có 15k FC bond đây. Vẫn đang suy nghĩ, vẫn đang suy nghĩ, đang suy nghĩ. À. Mở gói này đi. Ngàn, ngàn đúng rồi đó. Ngàn cũng được nè. Ngàn cũng khá ok nè. 10 lần. Hay mở gói offer kìa. Offer nè. Offer cũng ngon nè. Mở đi. Offer. Đấy offer nè. Offer bắt được 5 lần này. 5 lần. À. 5 lần 2.000. Đấy, nói chung là mở cái offer này cũng dễ mà ta, mở 5 lần cái 500, 5 lần cái 1.000, ê 5 năm. Không, không mở luôn, qua rival tiếp, qua rival. Suy nghĩ đang suy nghĩ. Vẫn đang đắn đo nè, đang đang đắn đo chưa biết mở cái gì, đang đang nghiên cứu, đang nghiên cứu, đang nghiên cứu. À, đang nghiên cứu. À. Cái 1.000. Đây, mở rồi nè, mở rồi, 1.000. Vô. Đấy 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 đấy, đường hầm, đường hầm powder, powder là không ngon rồi, powder thiếu rồi. Argentina rồi, CM rồi rồi, Carragher gì đó không, vài phần đẹp 88. À cũng được. cũng được. Ôi được 7 em kìa, được 7 em cũng ngon chứ, mình tưởng là bèo 7 em cũng được. Tiếp tục mở gì đây, mở gì đây, cái gì đây, gì đây. À mở bắt này 2.000 luôn, vô. U chơi bắt, u chơi bắt đấy 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 đấy, đi vô, đi vô, được 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 được, CB Đức à, rồi rồi, con sốt rồi, sốt sốt bắt roster bắt 89 đúng không, đúng luôn. Trời ơi, con này thì bèo lắm, có em hơn một em thôi, quá bèo luôn, đúng rồi em rỡ được, em rỡ được kìa. Trời ơi cái bắt này cũng ngon lắm á, bắt này ngon rồi anh em, bắt 1.000 FC bon là ngon lắm, u chơi bắt rồi. Mà ra con 89 là hơi đen đó. Tiếp. Revo nữa, Revo nữa. Tao Tây Ban Nha này không thấy ngon rồi, Tây Ban Nha này thấy thua rồi.
su sô rồi, chắc chắn là su sô đúng không? Phải không? Đúng rồi, su sô luôn. Trời ơi, mấy con Tây Ban Nha mình rành lắm anh em. Tây Ban Nha ra hoài luôn đó. Tây Ban Nha không có nào ngon đó. Ô, Tây Ban Nha áp ghê chứ. Tiếp. Đấy, 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 đấy. Icon. Mexico mới đâu? Trời ơi, mắc quét rồi. Hero, chắc chắn hero, hero mắc quét rồi. Tao mấy vậy? 88, cái 88, trời ơi. Ôi, ai à, thật sự là nó không độ cho anh em thế chứ, thật sự á. Nhiều lúc mình muốn mà bắt cho anh em ngon ngon để anh em chơi cho vui chứ, thật sự là ai nó không độ. Ai thật sự nó không độ luôn. Ai nó nhỏ thật, nó không độ cho anh em thật chứ. Đấy. Đấy. Ai cần nữa, ai cần nữa. Người Mỹ, đồ đam say rồi. CF à? Donovan. CF phải Donovan. Đúng luôn, Donovan 86. Trời ơi. Và này đúng đen rồi. Nhưng mà không sao, mới 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 đầu thôi, cứ từ từ để xem như nào. Đấy, đang nghiên cứu lại cái rival không đen, đen quá thì qua cắp xanh đi, qua cắp xanh đi à. Mình đổi qua đổi lại thôi à. Để xem như nào, đổi lại à. Đây. Ok, đấy, không được rồi, cái này là trang bắt một nè. Bây giờ bắt đầu mở trang bắt một nè à. Mở mấy cái trang bắt này hơi hơi lắm nè, hơi lắm. Đây, tiếp tục. Đấy, vô. Chìm bắt hai, đó, vô. Đấy, đường hầm. Đi vô. ZBE, CB hả? Sevilla có con nào ta? Trời ơi, con này. Đi, trời ơi. Còn lạ quá. Quá đen luôn, thật sự quá đen. Bây giờ lỡ đang gọi là Chen Bắc rồi, phải đi thôi em. Chen Bắc 3 nè. Đấy, Salah nè, Salah cũng có giá nè, Salah cũng có giá nha. Có giá nha, Salah có giá ngon đó, Salah ngon đó. Tiếp. Đấy. Vô, đừng không, đừng không. Đi vô nữa. Trời ơi, đã xếp BA nữa. CB nữa rồi, con nãy nữa rồi, con nãy rồi. Và này đúng đen thật chứ. Đúng xui thật. Đúng thôi rồi đó. Trời ơi, được à, được 5 triệu mà, hay hay được 5 triệu rồi, 5 triệu coin rồi. Quá đen. Tiếp tục cái bác thứ tư nè, bác thứ tư đấy, bác thứ tư 5.000 FC bon đây. Bác này xong là bác Marie nè, bác xong này Marie đó à. Vô đường hầm rồi, đấy đường hầm. Icon đi, icon bộ đôi nhé, CB rồi, cao bên hộ. Trời ơi, icon này hero biết đâu, cao bên hộ 89, cái này cũng có giá xíu rồi, nhiêu đây có giá xíu nhiêu đây. 5M2, trời ơi, được thêm 5 triệu nữa kìa. Trời ơi. Đúng là mở bốn cái bát này mà này, bà này không ra được con nào mà trên 90 là thấy là cực kỳ là cực phẩm đen. Cực phẩm đen. Mở rồi em, 90 95, 90 95 là 90 đến hồi là thôi. Mình bỏ tay AI luôn. Không độ cho anh em con nào hết, là bỏ tay luôn. Đây. Mở. Mở đi. Đây. Vivo. Ôi, con này con này con gì đấy? ST Zico. Đúng rồi, Zico. Trời ơi, Zico 91. Con này bao nhiêu em đây? Con này chắc cũng bèo lắm nè. Con này ít ai dùng lắm. Có bao nhiêu em đây? Nhiều. Trời ơi, được có 7M3 à. Dù sao nó cũng hơi được con William. Bắt này anh em đang William nhiều lắm luôn. Nhiều lắm, được không đỡ hơn. Hết rồi. Còn 1.800 FC Bond đang kiếm kiếm cái gì đó mà mở luôn nè. Đây. Mà bắt nghe đi Ultra đi. Đấy, bắt nghe Ultra mà. Đấy. Đấy, mở luôn. Mở đi. Đấy, mở này mở rồi. Đường hầm. Icon. Lấy lại chứ, Hà Lan CBM xem đi. GK. Van der Sa. Cuối cùng cũng ngon em. Con này cũng được con em. 89 nhưng mà có giá. À, con này có giá nè. Đấy, được 16 em. Cũng được con em, cũng được. Cuối cùng mà này cũng được độ con Van der Sar à, cũng ngon, cuối cùng được độ hên hên hên, cũng gỡ gạt lại miếng, gỡ gạt lại miếng à. Hình như cái này xong rồi, hết rồi bài này mở xong rồi, hết cái FC Ball rồi. Ok anh em, tiếp tục qua một cái khác ha. Ai còn còn không à, mở hai lần còn 800, mở hai lần mở đi. Đấy. Đấy, đừng hầm nữa. Rivo. CM. Juventus. À, rồi con 90 rồi. Trời ơi. Con này thì cũng được được thôi à, mấy mấy em à.
Tại chính em ấy cũng được anh em, cũng được, cũng được. À, hết hết Esteban rồi, hết Esteban rồi, à, hết Esteban rồi, cũng được. Anh chung độ được con gọi là GK Vantage cũng đỡ anh em. À, thì ok anh em, hồi clip này hơi dài rồi, mình để hai cái ạc thôi. Đó, ok anh em, hôm nay làm clip reaction anh em, reaction mà hai cái ạc này thì ạc đầu tiên hơi đen, ạc thứ hai thì cũng được được chút, khúc cuối còn được độ được chút. À, thì ok anh em, clip thì anh em mời cho mình khá là nhiều, thì mình sẽ gọi là post thêm 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 bên cái kênh gọi là VMT Review FC Bay đó. Anh em nào chưa biết á thì mình để dưới cái phần mô tả đó, cái link phần mô tả đó, với lại mình sẽ hiện lên màn hình cho anh em thấy ha. Với lại mình bắt đầu quay trở lại TikTok anh em, làm TikTok cho anh em ha. Thì đó, anh em nào mà có yêu cầu ấy, có yêu mến mình, yêu quý mình đó, vô TikTok mình sẽ hiện lên màn hình cho anh em thấy, để anh em vô anh em follow, để anh em theo dõi ha, anh em ủng hộ mình, cảm ơn anh em rất nhiều. Thì ok anh em, hôm nay tiếp tục làm clip reaction cho anh em. À, vui vui giải trí chính em, vui vui giải trí chính nè. Đó thì ngày mai sẽ có một buổi live stream sự kiện mới cho anh em, đó là sự kiện Winter Wild Card đó. Hy vọng sẽ có Messi cho anh em đó, sẽ có Messi cho anh em, nó đề xuất ba cầu thủ rồi, nhưng mà sẽ có hy vọng anh em, hy vọng sẽ có buổi live stream cho anh em. Để ngày mai mình sẽ thông báo cho anh em ha, sẽ là làm một clip chia sẻ cái buổi live stream đó cho anh em. Thì ok anh em, mình kết thúc clip đây ha. Em thấy clip này hay thì nhớ like share cho mình nha anh em. Còn chưa đăng ký những cái ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.